Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đầu tiên là những tin chính. Thưa quý vị, thời gian gần đây, thời tiết tại phía Bắc và phía Nam của Trung Quốc xuất hiện hiện tượng khác thường. Tại phía Bắc, khu vực Trung Nguyên tiếp tục bị khói mù do ô nhiễm nghiêm trọng đang bao phủ, hiện nay vẫn chưa tan. Đồng thời, tại phía Nam, khu vực Giang Nam và Hoa Nam xuất hiện mưa lớn kéo dài, đặc biệt ở Quảng Tây, mưa lớn khiến khu vực này bị ngập sâu nhất vào cùng kỳ trong lịch sử. Đầu mùa hè xuất hiện mưa to, lũ lụt nghiêm trọng nhất vào cùng thời kỳ trong lịch sử. Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, vào cuối tháng 4, Quảng Tây gặp phải mưa lớn, khu vực Trung Bắc Bộ xuất hiện mưa to khiến cho Tương Giang, Lạc Thanh Giang, Quế Giang, Hạ Giang, Kiếm Giang và một số địa phận khác bị lũ lụt lớn nhất vào cùng thời kỳ trong lịch sử. Nhiều khu vực bị úng ngập nghiêm trọng, khiến nhiều người không kịp sơ tán khỏi vùng lũ bị nhốt trong nhà. Từ Chủ nhật đến thứ Ba, tỉnh Quảng Tây có 441 thôn làng và thị trấn có lượng mưa đạt mức cao hơn 160mm. Tại khu vực Quế Lâm và Hạ Châu xuất hiện nước lũ lớn và đến hiện tại vẫn chưa rút đi. Mưa lớn khiến cho Tương Giang, Lạc Thanh Giang, Quế Giang, Hạ Giang, Kiềm Giang và một số địa phận khác bị lũ lụt lớn nhất vào cùng thời kỳ trong lịch sử. Nhiều khu vực bị úng ngập nghiêm trọng. Mực nước đang tăng đột ngột, nước sông chảy ngược vào Hạ Châu. Truyền thông đưa tin, vì mưa lớn kéo dài trong suốt mấy ngày liền, nhiều đập chứa nước tại Hạ Châu có mực nước tăng vọt. Rất nhiều địa phận thấp ở dọc hai bên sông Trường Giang và Hoàng Hà bị chìm trong nước. Nước sông chảy ngược vào nội thành Hạ Châu, làm cho mực nước không ngừng tăng lên và không có cách nào thoát nước được. Mưa lớn cũng khiến nhiều đường giao thông tại Quảng Tây bị ngập úng, đường tại khu vực nông thôn bị sụt lún, thông tin gián đoạn, nhiều nhà và đồng ruộng bị chìm ngập, nông lâm ngư nghiệp gặp tai họa nghiêm trọng. Hôm thứ Sáu, tại Hạ Châu, có 43 căn nhà bị ngập trong nước, rất nhiều người bị nhốt trong nhà, hầu hết tầng 1 của các tòa nhà đều bị ngập. Chu Khánh Trung, một người dân tại thành phố Hạ Châu nói, tôi chưa bao giờ thấy mới đầu mùa hè mà có mưa to như thế này. Mưa to khiến nước sông dâng cao và tràn vào nhà chỉ trong thời gian rất ngắn. Hiện tại, mưa lớn khiến cho 110.000 người bị ảnh hưởng ở 60 địa phương, đê điều và đập nước bị hư hại, điện và truyền thông bị gián đoạn. Còn tại khu vực miền Bắc Trung Quốc thì đang bị sương mù do ô nhiễm bao phủ nghiêm trọng. Đầu tháng, Bắc Kinh, Liêu Ninh và nhiều địa phương khác như Trường Xuân, Cáp Nhĩ Tân, Thiên Tân, Hà Bắc đều bị khói mù ô nhiễm bao phủ nghiêm trọng. Chỉ số PM2,5, hạt bụi có đường kính bằng hoặc nhỏ hơn 2,5 micromet tại khu vực Đông Bắc, cao gấp 50 lần so với chỉ số cho phép. Cục Bảo vệ Môi trường cho biết đây là con số cao nhất trong lịch sử Trung Quốc được ghi chép lại. Khu vực Hoa Bắc Trung Quốc bị ô nhiễm nghiêm trọng làm cho tầm nhìn bị hạn chế, chỉ nhìn được trong phạm vi 500m, thậm chí có nơi chỉ nhìn được trong phạm vi 200m. Tại Thẩm Dương, mức độ ô nhiễm ở vào mức rất nghiêm trọng. Tại Cáp Nhĩ Tân, học sinh cấp tiểu học phải nghỉ học. Nhiều chuyến bay bị trễ hoặc không được phép hạ cánh và phải trở lại nơi xuất phát. Giao thông bị trở ngại nghiêm trọng, một số tuyến đường cao tốc phải ngừng hoạt động. Chỉ số P2.5m tại Trường Xuân là 860mg trên 1m². Khói mù nghiêm trọng khiến tầm nhìn bị hạn chế. Kính thưa quý vị, vào khoảng 10 giờ 50 phút cùng ngày, một vùng núi lớn ở thôn Lý Đông, trấn Nha Tây, khu Liên Đô, thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang bất ngờ sạt lở làm trôi vùi 27 nhà dân. Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc đại lục, đến chiều ngày hôm qua đã tính được có 21 người bị nạn, 16 người mất tích, 1 người đang nằm viện cấp cứu. Theo trang Weibo của chính quyền Lệ Thủy thông báo vào chiều thứ Bảy, khu núi bị lở khoảng hơn 300.000 mét khối, vùi lấp 27 nhà dân, 21 nhà khác bị chìm trong nước. Hôm đó, một thôn dân chia sẻ, thời gian bị lở vào khoảng 10 giờ 46 phút tối thứ Sáu, trước đó đã mưa tầm tã suốt một tuần. Có khoảng 30 hộ dân bị chôn vùi, trong đó có nhà tôi. Do tôi và mẹ không ở nhà nên thoát nạn, nhưng bị tổn thất nhiều về tài sản. Vụ lở núi vào khoảng 22 giờ 50 phút đêm thứ Năm tại thôn Lý Đông, trấn Nha Tây, khu Liên Đô, thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, làm 27 nhà dân bị chôn vùi. Cho đến nay phát hiện 21 người chết, 16 người mất tích. Một người tham gia cứu trợ cho biết, vì đường đi hẹp nên xe cứu trợ kiểu lớn không vào được, việc cứu trợ gặp khó khăn. Ngoài hơn 20 hộ dân bị chôn vùi, do lượng bùn đổ xuống quá lớn làm chặn dòng chảy của dòng sông, khiến nước vùng thượng du dâng cao, làm những nhà dân sống ở khu vực gần sông vùng thượng du bị ngập nước. Một người dân Lệ Thủy chia sẻ trên Weibo,
vì thời gian xảy ra sạt lở vào khuya lúc mọi người đang ngủ, vì thế nạn nhân các gia đình bị chôn vùi thường là cả nhà. Có gia đình 7 người, chỉ có 2 vợ chồng chủ nhà chạy thoát được. Đến rạng sáng hôm thứ Sáu, một người thường trực ở hiện trường chờ thông tin của người thân đã chia sẻ: mẹ và con tôi đều bị chôn vùi. Khi người cứu trợ đào trong đống đổ nát tìm được họ thì tính mạng đã không còn. Theo thông tin của cơ quan khí tượng Lệ Thủy, vào tối hôm thứ Năm, hôm đó không có mưa to, lượng mưa chỉ khoảng 16-18mm, nhưng trước đó đã có mưa kéo dài. Trận mưa trong suốt 24 tiếng với lượng mưa trung bình 66mm, có 13 địa điểm trên 70mm. Thưa quý vị, nhiều nơi ở Quảng Đông và Quảng Tây gần đây đã hứng chịu mưa lớn. Bộ Tài nguyên nước hôm thứ Tư cho biết, trong vòng 24 giờ từ thứ Ba đến thứ Tư, 99 con sông ở Đại Lục đã trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo. Trận lụt lớn nhất được ghi nhận là thảm họa lũ lụt xảy ra tại 9 thành phố và 58 huyện của Quảng Tây, khiến hơn 60.000 người phải sơ tán và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 5,06 tỷ nhân dân tệ, khoảng 6 tỷ đô la Hồng Kông. Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Cục Quản lý Khẩn cấp đã phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai 4 cấp quốc gia đối với các trận mưa bão và lũ lụt nghiêm trọng ở Thiều Quan, Mai Châu, Hà Nguyên, Thanh Viễn và những nơi khác ở Quảng Đông vào thứ Tư, đồng thời cử một nhóm công tác đến vùng thiên tai để chỉ đạo công tác cứu trợ thiên tai. Theo thống kê của Đài Khí tượng Trung ương, các khu vực có lượng mưa chính trong những ngày gần đây nằm ở Giang Nam, Nam Trung Quốc, Nam và Tây Vân Nam, Nam Quý Châu, trong đó lượng mưa ở Đông và Bắc Quảng Đông, Bắc Quảng Tây và các nơi khác đạt 200-350mm, cao nhất trên 500mm, lượng mưa vượt ngưỡng cực trị cùng thời kỳ trong lịch sử. Tại thành phố Ngũ Đại Liên Trì, tỉnh Hắc Long Giang đã bị ảnh hưởng bởi trận mưa lớn trong khu vực vào đêm thứ Ba, gây ra lũ quét ở làng Đông Phong, thị trấn Triều Dương Sơn, nằm ở thượng nguồn, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 7 người mất tích. Tại làng Đông Phong, thị trấn Triều Dương Sơn, thành phố Ngũ Đại Liên Trì, hôm thứ Ba, 8 người dân đã bị lũ cuốn trôi, 2 người chết và 4 người mất tích. Vào khoảng 7 giờ tối cùng ngày, 4 nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Đầu tư Giao thông Vận tải tỉnh Hắc Long Giang đóng tại thị trấn Triều Dương Sơn đang đi ô tô đến công trường Đại Hàng Sơn thì bị lũ cuốn trôi. Chính quyền địa phương đã triển khai ứng phó khẩn cấp, tổ chức đội tìm kiếm cứu nạn, hơn 700 người nỗ lực hết sức để tìm kiếm cứu nạn, đồng thời sơ tán dân làng trong đêm. Bị ảnh hưởng bởi thời tiết đối lưu mạnh, gần đây dông bão và mưa lớn đã xảy ra tại nhiều nơi ở Hắc Long Giang. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự đoán vào thứ Tư rằng sẽ vẫn có dông bão ở thành phố Ngũ Đại Liên Trì trong tuần tới. Quý vị thân mến, tỉnh Hà Nam đã trải qua những trận mưa lớn trong những ngày gần đây. Cục Tài nguyên nước của tỉnh đã đưa ra cảnh báo lũ lụt màu xanh vào chiều thứ Năm. Tại ngã tư đối diện trường trung học cơ sở số 1 ở quận Thông Bạch, một cậu bé bị điện giật khi đang chơi trong vũng nước đọng dưới cột đèn giao thông và bị giật ngã xuống đất. Bệnh viện tiếp nhận cậu bé xác nhận rằng cậu bé không còn thở vì không có nhịp tim khi được đưa đến bệnh viện, và cậu vẫn đang được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt. Hình ảnh đăng tải trên mạng cho thấy bé trai bị ngã nằm cạnh cột đèn giao thông. Hiện trường đã có người giải cứu, xung quanh cột đèn giao thông có nước. Ông Quê, một nhân chứng cho biết rằng hôm đó trời mưa và có rất nhiều nước bên cạnh cột đèn giao thông. Bé trai liên quan khoảng 8 tuổi đang đi dép nhựa chơi trong vũng nước đọng thì bất ngờ bị ngã xuống đất. Ông Nguyễn cho biết những người đi đón các cháu nói rằng có một vụ điện giật. Một nhân viên khoa cấp cứu của Bệnh viện Trung tâm huyện Thông Bạch cùng ngày cho biết, bệnh viện có tiếp nhận một cháu bé bị điện giật vào trưa cùng ngày. Nhân viên đội cảnh sát giao thông của Công an quận cho biết, nguyên nhân cụ thể của vụ việc vẫn được điều tra và vẫn chưa xác định được đó có phải là rò rỉ đèn giao thông hay không. Anh Quê cho biết, chiều hôm đó khi anh đi ngang qua địa điểm xảy ra vụ việc, anh thấy đèn giao thông đã bị vô hiệu hóa. Thưa quý vị, Sở Khẩn cấp Quảng Tây chỉ ra rằng do ảnh hưởng kết hợp của độ xoáy thấp và không khí lạnh, Nam Ninh, Liễu Châu, Quế Lâm, Ngô Châu và những nơi khác đã bị ngập lụt nghiêm trọng. Tính đến thứ Tư, hơn 1,44 triệu người đã bị ảnh hưởng, với 781 ngôi nhà bị sập, 941 ngôi nhà bị hư hỏng nặng và 3.400 ngôi nhà bị hư hỏng nhẹ. Hội đồng Nhà nước đã tổ chức một cuộc họp điều hành vào thứ Tư, nhấn mạnh việc triển khai tiếp tục làm tốt công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, bảo vệ hiệu quả sự an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Bộ Tài nguyên nước đã đưa ra một báo cáo lũ lụt vào thứ Tư. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, 10 con sông ở miền Nam Trung Quốc đã xảy ra lũ lụt trên mức báo động. Cục Tài nguyên nước đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn lũ lụt. Theo trang web của Đài quan sát khí tượng Trung ương, dự kiến từ thứ Năm đến thứ Sáu ở các vùng phía Nam Chiết Giang, Phúc Kiến, phía Đông Quảng Tây, miền Trung và Nam Quảng Đông sẽ có mưa vừa,
mưa lớn dự kiến sẽ xảy ra ở một số khu vực. Từ thứ ba đến thứ tư, có mưa to đến rất to ở phía Bắc Quảng Đông và Nam Phúc Kiến. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, dòng chính của sông Bạch Giang từ Thiếu Quan đến sông Anh Đức và các nhánh của nó là Liên Giang, Lệ Giang, sông Đa Tan, sông Thủy Biên, sông Du Thiên, nhánh sông Đông Giang, Tân Giang, nhánh sông Hán Giang Bình Xuyên, sông Cửu Huyền, sông Tiểu Lan. Trên sông xuất hiện lũ lớn vượt mức cảnh báo, biên độ lũ vượt cảnh báo lớn nhất từ 0,1m đến 2,4m. Theo báo cáo lũ lụt, Bộ phận Thủy lợi theo dõi chặt chẽ tình hình mưa và nước, tăng cường công tác dự báo, cảnh báo sớm và khẩn cấp nhắc nhở, làm tốt công tác phòng thủ và điều động khoa học các hồ chứa xương sống trên lưu vực sông để đảm bảo kiểm soát lũ an toàn. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự đoán rằng từ 8 giờ sáng thứ 5 đến 8 giờ sáng thứ 6 sẽ có mưa lớn từ 45 đến 75 mm ở các khu vực phía Đông Nam Phúc Kiến, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nam của Quảng Đông, Đông Bắc và trung tâm đảo Hải Nam với cường độ lớn trong ít ngày. Trong thời tiết mưa nhiều, lượng mưa có thể lên tới trên 80 mm. Ngoài ra sẽ có dông và gió giật mạnh hoặc mưa đá ở Tây Nam Quảng Đông và các vùng ven biển Đông Bắc Vịnh Bắc Bộ. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!